Anh Ngọc xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với tin tức mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Vợ chồng Trấn Thành, Harry Won nước mắt giàn giụa đến viếng nghệ sĩ chí tài ở những giờ phút cuối cùng. Từ 10 giờ sáng ngày 12 tháng 12, đám tang chí tài diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đông đảo đồng nghiệp, anh em bạn bè thân tín đã đến nhìn mặt danh hài quá cố lần cuối. Trong đám đông, nhiều người thắc mắc vì chưa thấy hình ảnh của vợ chồng Harry Won Trấn Thành đến viếng. Vốn là người em thân thiết với chí tài giai đoạn dài trong nghề nghiệp, việc vắng mặt này của nam MC khiến nhiều người quan tâm. Tuy nhiên có thể Trấn Thành và vợ đang vướng bận công việc nên tới muộn. Di quan của chí tài được đưa về Mỹ vào tối cùng ngày nên chắc chắn Trấn Thành Harry Won sẽ đến viếng anh trong chiều nay. Và đúng 14 giờ, Trấn Thành Harry Won, Lê Giang, Ali Hoàng Dương xuất hiện tại lễ tang vào chiều cùng ngày để tiến đưa người đàn anh đáng kính về Mỹ. Xuất hiện tại tang lễ, danh hài Trấn Thành không giấu nổi sự tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của người đàn anh thân thiết. Nước mắt nam nghệ sĩ tuôn rơi không ngớt. Trước đó ngày 9 tháng 12, ngay sau khi biết tin về nghệ sĩ chí tài, Trấn Thành sớm có mặt nhìn đàn anh lần cuối. Sự ra đi của nam nghệ sĩ khiến diễn viên bố già không khỏi tiếc nuối. Nam nghệ sĩ bật khóc nức nở chia sẻ, chí tài là một người anh mà ông xã Harry Won luôn yêu quý, kính trọng. Trong bao nhiêu lần live show của em, có biết bao khó khăn xảy ra mà em phải đương đầu, chỉ có anh là người cuối cùng ở bên em để chia sẻ. Em coi anh như người nhà em vậy đó. Ngoài ra Trấn Thành nhắn nhủ người anh trên trang cá nhân, anh sang bên kia phải vui vẻ và đáng yêu như thế nhé. Mọi người ai cũng thương và sẽ luôn nhớ tới anh. Anh chẳng đi đâu cả, vẫn ở đây thôi, ở yên trong lòng em, nhưng với một trạng thái khác. Những chia sẻ đầy xúc động của Trấn Thành khiến đông đảo người hâm mộ không khỏi nghẹn ngào xót xa. Nghệ sĩ Việt Hương tiết lộ tình trạng hiện tại của bà xã nghệ sĩ chí tài tại Mỹ, suy sụp, đang theo dõi lễ tang của chồng ở Việt Nam. Trong sáng ngày 12 tháng 12, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ với truyền thông về tình trạng hiện tại của bà xã chí tài tại Mỹ. Theo đó, nghệ sĩ Việt Hương cho biết vợ nghệ sĩ chí tài rất suy sụp, tinh thần đi xuống. Sáng nay, mọi người đã livestream cho chị bé Heo, vợ nghệ sĩ chí tài ở bên Mỹ xem tang lễ của chồng ở Việt Nam. Đây là số trời, nhưng người sống cực kỳ quan trọng. Bây giờ chị bé Heo chỉ còn mẹ, ở với mẹ thôi, cho nên người ở bên cạnh chị bé Heo bây giờ rất quan trọng. Tinh thần chị bé Heo xuống trước vì ông xã mình về đây 8 tháng rồi. Toàn bộ anh em nghệ sĩ đều qua chia sẻ nỗi buồn với chị ấy, chị bé Heo suy sụp nhiều, nghệ sĩ Việt Hương chia sẻ. Khi được hỏi về tình hình hiện tại, nghệ sĩ Việt Hương cho biết: "Tôi rất tỉnh táo, khi đưa anh về tới đây tôi đã hoàn thành 70-80%, tôi không ngất mà rất tỉnh táo lo cho anh. Nếu trường hợp anh không qua được, buộc lòng mình phải tính đến phương án thứ hai là thiêu luôn ở Việt Nam và Hương sẽ ôm hũ cho cốt cầm về Mỹ. Tuy nhiên bây giờ mình hoàn thành hết thủ tục rồi thì anh tài bay về Mỹ bình thường, khi qua đó người nhà của anh sẽ đón linh cữu." Linh cữu cố nghệ sĩ chí tài được đưa ra khỏi nhà tang lễ vào 16 giờ chiều ngày 12 tháng 12 để di chuyển ra sân bay Mỹ theo nguyện vọng của gia đình. 11 giờ đêm ngày 12 tháng 12, người nhà sẽ tiến cố nghệ sĩ chí tài về Mỹ về tình hình phức tạp của dịch bệnh nên không nghệ sĩ nào đi theo máy bay để đích thân đưa thi hài cố nghệ sĩ chí tài về xứ cửa hoa. Nhiều người ngồi bên đường bật khóc, fan khuyết tật không thể đứng dậy nhìn chí tài lần cuối. Sáng 12 tháng 12, tang lễ nghệ sĩ chí tài diễn ra tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng thành phố Hồ Chí Minh. 10 giờ sáng, hàng dài người dân xếp hàng tiễn biệt cố nghệ sĩ lần cuối. Không khó bắt gặp kẻ khán giả xúc động nghẹn ngào trong giờ phút viếng cố nghệ sĩ. Chị Văn Hoài Thương sinh năm 1967 ở Hóc Môn, do bị khuyết tật không đi lại được nên sáng nay nhờ bạn tới dắt lên Sài Gòn để viếng cố nghệ sĩ. Chị tâm sự, điều tiếc nuối nhất là vào viếng không nhìn được mặt cố nghệ sĩ chí tài lần cuối vì không thể tự đứng dậy. Hồi lúc Mai Phương, anh Vũ mất tôi đều đi viếng. Hôm nghe tin chú Tài mất tôi không tin. Bản thân tôi mồ côi, ở mái ấm đồng cảm nên nghệ sĩ thường xuyên tới thăm nom, tình cảm khăng khít nên tôi thương lắm, như người thân trong gia đình mình mất vậy. Chị Thương chia sẻ. Chị Hồ Thị Hiệp là nghệ sĩ thư pháp, đi từ quận Tân Phú lên nhà tang lễ để nói lời tiễn biệt nghệ sĩ chí tài. Chị cho biết nghe tin người nghệ sĩ tài hoa đột ngột ra đời, chị ngậm ngùi bồi hồi thức đến 1 giờ sáng để viết những dòng thư pháp hôm nay mang đến đưa tiễn cố nghệ sĩ. Tôi đã theo dõi chú chí tài từ thuở bé, những game show vở kịch của chú tôi biết hết. Tôi khóc cười những câu nói của chú. Trong giới nghệ sĩ, tôi thấy chú Tài là người nghệ sĩ đem đến sự hạnh phúc cho khán giả. Nghe tin chú mất tôi ngậm ngùi quá, thức đến 1 giờ sáng viết cho chú những dòng thư pháp, thắp nén hương thơm lòng thành kính, bồi hồi thương tiếc lúc tiễn đưa.
Chủ Nguyễn Hoài Nam ở Thanh Đa hôm nay tạm gác nghề bán vé số dạo, đến nhà tang lễ từ sớm nói lời tiễn biệt nghệ sĩ Chí Tài. Chú Nam tâm sự, tôi rất thích những vai giả gái của Chí Tài khi diễn với Hoài Linh, đặc biệt là vở Tấm Cám. Tôi rất thương anh ra đi đột ngột quá, khiến những người hâm mộ anh sốc. Hôm nay tôi lên đây tưởng nhớ anh. Chí Tài là một người rất tâm đức, hiền lành, nhân hậu, mong cho anh được siêu tăng tịnh độ. Cô Huỳnh Thị Cò ngoài 70, nhìn vậy bắt xe buýt từ Tân Bình lên nhà tang lễ. Khán giả trong nước và nước ngoài hâm mộ Chí Tài, chú ra đi làm bao người thương tiếc, cô xúc động nói. Hồng Vân chia sẻ xúc động sau khi đi viếng đám tang Chí Tài. Là một trong những đồng nghiệp thân thiết, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân nhanh chóng có mặt ở đám tang Chí Tài để gặp anh lần cuối. Sau khi đến viếng, nữ nghệ sĩ không khỏi nghẹn ngào vì mới đây hai anh em có cùng nhau biểu diễn chung một sân khấu mà nay âm dương ly biệt. Trên trang cá nhân, Hồng Vân cho hay, đến khi vĩnh biệt chú Chí Tài và chia sẻ lại một đoạn băng kỷ niệm giữa cô và đàn anh. Theo nữ diễn viên, Chí Tài trong giấc ngủ thiên thu vô cùng đẹp đẽ, thanh thản. Đó cũng là tâm nguyện của danh hài khi còn sống, người nghệ sĩ phải luôn đẹp mọi lúc mọi nơi. Hồng Vân kể, vừa đến gặp anh về, mặt anh đẹp, tóc anh đẹp, bộ vest trắng anh mặc quá đẹp. Chắc anh hài lòng với tất cả nên mặt anh thanh thản chứ không cau có như hôm anh em mình quay. Nữ nghệ sĩ cũng chia sẻ lại kỷ niệm vui về Chí Tài trước khi cố danh hài qua đời không lâu. Vốn là người chỉn chu cầu kỳ, Chí Tài từng phật ý với nhân viên hóa trang khi để anh diện bộ trang phục không như ý. Hôm đó anh không ưng kéo vest, anh muốn mình luôn chỉn chu đẹp với khán giả. Hồ Vân gửi lời cầu nguyện vĩnh biệt người anh quá cố. Đêm nay anh ra phi trường về nhà gặp chị, chúng em tạm biệt anh và phải trở lại với công việc, cảm giác của em bây giờ. Anh Tài chỉ trốn tụi em một thời gian thôi. Dường như chị chưa thể tin nổi người nghệ sĩ tài hoa ra đi mãi mãi. Ca sĩ tỷ phú Hà Phương chia sẻ kỷ niệm và thói quen Chí Tài dành tặng vợ mỗi lần đi show. Nghệ sĩ Chí Tài qua đời ngày 9 tháng 12 khiến cả showbiz bàng hoàng, nhiều người không dám tin đây là sự thật. Đúng như ca sĩ Hà Phương chia sẻ mới đây, cô lầm tưởng chỉ là tin thất thiệt vì không nghĩ rằng đàn anh ra đi đột ngột. Chính vì thế, khi được người khác báo tin, hàng loạt dòng trạng thái chia buồn tiếc thương nghệ sĩ Chí Tài trên mạng, Hà Phương cảm thấy sốc và bàng hoàng. Trên trang cá nhân, cô nghẹn ngào. Sốc quá cả nhà ơi! Rạng sáng hôm nay, một người bạn gửi tin anh Chí Tài mất. Vừa đọc tựa đề, Hà Phương không muốn đọc vì thầm nghĩ, lại scandal, mệt quá đi. Rồi Hà Phương đi ngủ. Khi thức dậy thấy tin nhắn chị Thu Tuyết, báo anh Chí Tài mất rồi em ơi, buồn quá. Mở Facebook toàn tin anh mất. Hà Phương vô cùng bàng hoàng, trời ơi, sao có chuyện này? Hết diễn viên anh Vũ, bây giờ đến anh nghệ sĩ Chí Tài. Và lúc đó Hà Phương xem một đường link YouTube đăng trước những ngày anh mất. Chị Phương Loan, vợ anh ấy, đã nhắn gửi anh ấy giữ gìn sức khỏe vì Covid. 5 tháng hai vợ chồng chị chưa gặp nhau nên chị không ở cạnh để chăm sóc cho anh. Anh Chí Tài nghe xong bật khóc vì nhớ bà xã và cảm động vì những lời yêu thương, lo lắng, chăm sóc của chị dành cho anh. Hà Phương xem không cầm được nước mắt. Hà Phương nhớ lại lúc 20 năm trước. Khi mà Hà Phương vừa qua Mỹ, Hà Phương và anh Chí Tài cùng tập một bài hát song ca cho show diễn ở San Jose. Khi đến nhà anh, Hà Phương thấy cả một tủ trưng toàn heo, hòa cùng giọng nói nhõng nhẽo của chị ấy với anh Tài. Anh Tài gọi chị Loan là bé heo, và khi đi show, anh ấy thấy bất cứ tiệm nào bán hình ảnh lưu niệm về heo, anh mua về cho chị Loan, thật dễ thương phải không cả nhà. Song song với kỷ niệm đó là một kỷ niệm hát chung ở sân khấu San Jose với anh. Bài hát lúc điệp khúc ở giữa, cả hai anh em có lời đối thoại. Nhưng khi Hà Phương nhìn vào mặt anh Tài, Hà Phương không hát được bởi vì không nhịn được cười. Bộ râu mép, bờ môi run run rực rực của anh làm Hà Phương không nói được, chỉ biết cười và ở dưới khán giả cười theo thích thú. Cười mãi một hồi, Hà Phương mới diễn trở lại được và đêm diễn đó rất thành công, khán giả thích quá trời. Hà Phương cũng nhắc lại với ông xã, đêm diễn đó là dấu mốc, ông xã Chính Chu đã giấu Hà Phương bởi bố mẹ và các em của anh ấy tới xem mặt Hà Phương. Thấm thoát 20 năm, anh Tài là người vui tính. Lần nào gặp lại anh đều mang tới tiếng cười cho em, bất kể mỗi lần anh nói gì. Có lẽ anh ấy thích chọc Hà Phương. Anh Tài biết không, em đang lên kế hoạch mời anh quay bài hát với em vào sang năm ở Việt Nam. Nhưng thật không ngờ anh ra đi mãi mãi. Nhớ anh nhiều, vĩnh biệt anh an nghỉ nhé. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin tức mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến trái chiều mời quý vị để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời trả lời. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo của tin tức mới.